Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm với harmonica. Harmonica có tên là khác là harp hay còn gọi là blue harp bởi vì nó thường thường chơi trong các bản nhạc blue, vì thế nó gọi là blue harp và nó sẽ bị hơi nhầm lẫn với đàn harp tức là đàn hạc. Harmonica là một nhạc cụ mang tính cảm xúc, dòng nhạc đặc trưng của nhạc blue. Người chơi sẽ thở vào các cái lỗ và trên các lỗ có một cái cái lưỡi sậy, lưỡi sậy, lưỡi gà rồi giúp rung động âm thanh. Chính vì thế mà thường thường khi harmonica được thổi, âm thanh sẽ thường thường là chói tai. Chính vì thế là người ta sẽ sử dụng một cái loại microphone có khả năng thu được âm trầm nhiều hơn để hạn chế tiếng chói tai này đó là microphone Ribbon. Tuy nhiên, một nghệ sĩ thu Lai thường thường họ sẽ kẹp mic vào cái đàn harmonica hoặc là kẹp vào cổ của họ vào một cái mic gọi là mic dynamic thì điều đó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Nếu kẹp microphone thì bạn hãy sử dụng những cái cái uh, microphone như kiểu là Su Green Bluelet 520DX hoặc là Su SM87 nó sẽ mang nhiều lợi thế hơn. Bạn có thể sử dụng à uh, tai nghe open head hoặc là uh, sử dụng một microphone đàn thoại để giúp chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh âm thanh hơn bởi vì đơn giản thôi tại vì khi chúng ta thu âm tiếng harmonica tiếng này nó hơi bị uh, khó và để ra được âm đặc trưng thì nó hơi bị khó bởi vì chúng ta thổi qua cái lỗ và lưỡi sậy và âm thanh thường thường nó chói tai và khó ngọt chính vì thế là chúng ta sẽ sử dụng một cái tai nghe hoặc là một cái thiết bị để kết nối với phần đầu ra của nguồn thu để chúng ta có thể là nghe được âm thanh chất âm thanh tốt nhất để chúng ta thổi, thổi tốt nhất và khi uh, harmonica chơi nốt càng cao thì nhạc cụ càng rè và trong trong nhiều trường hợp thì người thu sẽ kết hợp với việc là thu nó uh, thông qua một tức là người ta sẽ thổi vào cái mic và cái mic sẽ kết nối với am guitar để cho âm thanh của harmonica đặc biệt hơn vậy thì khi thu âm với harmonica thì chúng ta sẽ cần những cái điều quan tâm thứ nhất là đặt microphone cách khoảng một feet đặt microphone cách khoảng một feet dưới cánh tay và hướng lên trên kèn của harmonica điều này sẽ giúp cho harmonica giảm mọi tiếng ồn ở miệng và chúng thực sự thích hợp với việc chúng ta thu âm với mic ribbon hoặc là mic condenser đa số người chơi sẽ ôm harmonica như thế này để thổi. Vì thế là khi chúng ta thu âm với việc mà chúng ta đặt một cái mic ở phía dưới, nó sẽ giúp cho âm thanh được thoát ra một cách tự nhiên nhất mà không bị che phần âm thanh. Khi các bạn có thể kết hợp uh, thu âm với việc là chúng ta vừa ôm micro này xong lại vừa thổi rồi kết hợp với việc chúng ta đặt microphone cách khoảng một feet thì chúng ta sẽ có nhiều cái chất lượng âm thanh tốt hơn đến từ việc chúng ta thu âm harmonica và khi chúng ta thu âm harmonica, một cái trường hợp khác đó chính là khi chúng ta thu âm harmonica với một cái am uh, bên ngoài, am guitar bên ngoài thì các bạn có thể là sử dụng tất cả các kỹ thuật thu âm của cái am guitar để chúng bạn có thể là thực hiện quá trình thu âm này sử dụng một cái mic kẹp chuyên dụng cho harmonica thì cũng sẽ cho âm thanh tốt hơn tất nhiên là sử dụng các loại mic kẹp thì thường thường các bạn sẽ sử dụng trong các buổi thu trực tiếp bởi vì khi chúng ta để mic kẹp vào đó thì âm thanh nó sẽ hơi bị hơi bị thiếu tiếng rên cũng như là tiếng rung đến từ harmonica đó là những cách các bạn có thể thu âm với harmonica xin cảm ơn các bạn hãy các bạn ở ký lần sau